Hello, welcome back to my channel. Start to get a go. Subway Sufi. Okay. Thank you.
可以发挥到的每些全上的个头哈。Scream too. Let's go. Hey, tell me what happened. Don't play with me. Và chúc cô ta vào trong xe. Bây giờ thì các bạn sẽ quan tâm là bạn của cô ta và sẽ đi giải cứu người đó thoát khỏi chiếc xe của ta và thoát khỏi người ta. Chúng ta đánh rơi tấm màn đâu.
Chưa rơi được. Wow, bây giờ mới rơi. Jay, I have a rare piece that I found out there. Surely you know what to do with it. If you bring me something pretty, I'll give it to you. Super cool. Sure, I could do something with this. Jay, help me out of here.
Và bây giờ thì mình sẽ chuyển sang cái thứ tư, Trang Hero. Up Studio. Thành công.
Sau đó thì mình sẽ sang tới game thứ 5, Sleeper Body Assassin. Cày ở đây, các bạn sẽ cày tiền ở đây, sau đó thì lại nâng cấp ở kia. Đấy, chàng cầm ba lô đỏ. Khi đầu tiên thì các bạn sẽ nâng cấp. Đó, cái gì thế? Ok. Rồi, và bây giờ thì mình sẽ sang cái tiếp theo. Ok, và mình sẽ chuyển sang cái tiếp theo. Ok, xin lỗi. Ok,
Ok, tiếp tục nào. Toàn Stars. So Virus is... you
một bạch xí. Wow. Cứ như thế rồi các bạn sẽ phải tìm cách rồi cố gắng thoát khỏi ngôi nhà của ông này. Không nhìn thấy mình nữa. Wow. Chúng ta không nhìn thấy mình nữa các bạn. Ok. Đó, cái như thế rồi các bạn sẽ tìm kiếm vào tàu thoát khỏi ngôi nhà của ông này. Ok. Rồi và bây giờ thì mình sẽ chuyển sang cái tiếp theo. Free Day Zone 13. Come on.
Ok, và mình sẽ sang được cái đứa theo. Mình tôi cứ làm đi. Chạy nó tính sao? Chiếc kìm nó đâu rồi? Rồi ok, và bây giờ thì mình sẽ chuyển sang cái game cuối cùng. Thank you.
xem chiếc bìm này bay đi đâu. Ok. Wow, thay đổi một quần áo luôn. Yes. Bích chú mèo này cho ở đâu đây? Rồi sau đó sẽ chuyển sang ngày thứ ba. Và ngày thứ ba các bạn sẽ làm nhiệm vụ tiếp theo tự nhiên người ta. Sau đó thì các bạn sẽ hoàn thành được tự nhiên này. Ok. Rồi và mình xin phép dừng clip tại đây. Hẹn gặp lại các bạn trong clip tiếp theo.